Nghệ sĩ 53 tuổi Viên Khiết Doanh ra mắt nhiều loạt phim hài kịch. Diễn viên Hải tham gia CGC phim nhiều tập quỷ vui, Đông Phương Bất Bại và Tô Kỳ Nhi và các phim võ hiệp khác, ký hợp đồng với TVB năm 1991. Cô đã tham gia rất nhiều chương trình, mọi người đều khen cô là nữ thần tóc ngắn xinh đẹp nhất. Nhưng trong những năm gần đây, cô ấy hơi gầy, nhìn thấy da với xương. Bản thân cô ấy cũng thú nhận có sự lo lắng và sợ đám đông. Nhưng may mắn đã trở lại rồi cân nặng đều bình thường, trả lại 45 kg. Mặc dù cô ta không có thu nhập, nhưng cô ấy nói cô ấy không vội quay lại. Gần đây, cô ấy đã xuất hiện trên nền tảng xã hội này, mặc một chiếc áo sơ mi để chào hỏi người hâm mộ. Mặc dù đồ mặc rất chặt, nhưng tôi thấy da và xương, cô từng mắc chứng bệnh rối loạn ăn uống, khiến cơ thể cô trở nên gầy rộc và teo tóc. Mọi người đều rất đau lòng. Mọi người đều cổ vũ cho cô ấy bảo cô ăn nhiều hơn. Viên Khiết Doanh từng đóng rất nhiều phim cổ trang và điện ảnh, mặc dù cô ấy đã nghĩ rồi. Tuy nhiên, năm ngoái, cô cũng được cư dân mạng bình chọn là vị trí thứ hai trong số các mỹ nhân cổ trang của phim truyền hình Hồng Kông. Đáng tiếc cô từng bỏ lỡ cơ hội vụt sáng thành ngôi sao đình đám. Khi từ chối vai diễn triệu mặn trong ỷ Thiên Đồ Long ký năm 1998 do TVB sản xuất, vai diễn này được chấm từ trước khi phim khởi quay, trong khi Lê Tư được xác định cho vai Chu Chỉ Nhược. Thế nhưng, cái lắc đầu của Khiết Doanh giúp Lê Tư một bước trở thành sao hạng Anh cho nên cũng không có gì lạ khi năm đó châu tinh Trì mời cô ta đóng lọc đỉnh ký vai người vợ đại Song nhi đừng nhìn viên thiết danh hiền như nước trong truyền thuyết người và rồng trên thực tế cô ấy là một cô gái hoàn toàn nổ loạn trên đời này hình như chỉ có hoàng bách minh chịu chiều cố cho cô hắn thường xuyên dẫn đoàn đi vũ trường bắt người viên thiết danh có thể bị bắt mọi lúc để ngăn cô gái trẻ chuyển ngã hoàng bách minh đã thỏa thuận ba chương với cô ta là không hút thuốc. Trong số này chúng tôi sẽ kể cho. Các bạn nghe về nữ thần nổi loạn Viên Thiết Doanh. Năm đó cô 15 tuổi. Vừa bị bạn trai bỏ. Viên Thiết Doanh trẻ trung và đầy nghị lực. Cầm một chai soda trên tay, rất nhỏ mem gái ra đường xin bạn trai giải thích. Mặc dù anh ấy thấp hơn đối phương một cái đầu. Nhưng giọng cao hơn 8 độ. Đặc biệt là khí chất. Người qua đường phải đi vòng quanh. Tôi sợ Hoàng Bách Minh sẽ nhìn thấy. Cô bé đập vỡ chai soda. Cô ấy đang trốn trong xe và đôi mắt cô ấy sáng lên. Đây không phải là nữ chính của Happy Go See sao? Chúng tôi đã tìm được nhiều diễn viên để thử vai. Hoặc quá cũ hoặc quá mềm. Vẻ ngoài của viên thiết doanh rất vừa phải. Anh nhanh chóng đưa danh thiết của mình. Nhưng cô gái vẫn tức giận và phớt lờ anh. Bất lực, Hoàng Bách Minh chỉ có thể khóc lóc bằng mọi cách thuyết phục cô. Viên thiết doanh đến sau giờ học vào ngày hôm sau cô ấy thể hiện vẻ mặt dữ tợn trước ống kính. Đội kịch diễn ra suôn sẻ, 15 tuổi chưa hề biết gì về nghề diễn viên. Cô muốn nếm thử sự khôn ngoan, nhưng cô đã làm việc cả đời. Viên khiết doanh sinh ra trong một gia đình bình thường ở Hong Kong. Học không giỏi, nhân vật nổi loạn, cô ấy có những thói quen xấu khi còn trẻ. Hút thuốc và đánh nhau, giỏi yêu. Bố mẹ cô ấy không quan tâm chút nào. Trong mắt người lớn, cô gái nhỏ này đã xong rồi. Cho đến khi Hoàng Bách Minh xuất hiện, buôn cuối cùng đã được đỡ lên tường. Cô ấy cũng kiếm được rất nhiều tiền cho gia đình mình. Sau khi phát sóng là phim Happy Go See, viên thiết doanh là cái tên quen thuộc, với tư cách là người chiến thắng. Cha mẹ đơn giản, cô ta bị yêu cầu bỏ học, gia nhập làng giải trí từ năm 15 tuổi, do tuổi còn trẻ. Hoàng Bách Minh tự nhiên trở thành người giám hộ, tôi thường nhìn vào túi sách của cô ấy để xem có điếu thuốc nào được cất giấu hay không không có sự hướng dẫn của hoàng bách minh thật khó để tưởng tượng cô ấy sẽ trở thành người như thế nào dưới sự bảo vệ của hoàng bách minh viên thiết doanh không bao giờ thiếu nguồn lực tốt có thể nói cô là người trong nhóm happy girl hoàng bách minh đã bỏ công sức nhiều nhất nhưng đáng tiếc là tính cách bồng bỉnh chỉ tạm thời bị đè nén nhưng thói quen xấu trong làng giải trí đang là tâm điểm chú ý của toàn trường hay nói chuyện tiếp theo nhóm nhạc nữ hạnh phúc do hoàng bách minh tạo ra nổi tiếng đến mức nào người ta nói rằng các cô gái đã đi ra nước ngoài để quảng bá được hộ tống bởi 12 vệ sĩ sau đó phen quá nhiệt tình và gây náo loạn cảnh sát đã phải nổ súng để giải tán happy gần gờ giúp có thể nói là nhóm nhạc hàng đầu của tân nghệ thành trong số đó người khiến hoàng bách minh lo lắng nhất chính là viên khiết anh cô cũng là người nổi loạn nhất năm 1990, nghìn chín trăm chín mươi vụ sâm bắt đầu quay phim the blood sốt và tìm thấy viên thiết danh và lương triều vĩ để thành lập đoàn phim nhưng cô từ chối vì không muốn đóng cảnh hôn với lương triều vĩ câu nói này khiến nam thanh niên đình đám mất mặt một năm sau cô gái từng từ chối đóng cảnh hôn này đã thay đổi khí chất đáng kể trở thành mỹ nữ hậu cung của tỷ phú lưu loan hùng để lấy lòng viên thiết anh lưu tặng xe thể thao triệu đô và mua một biệt thự mang tên cô ấy sau khi chia tay đại lưu, viên thiết doanh bán được với giá cao 14 triệu. Kiếm được nhiều hơn gấp đôi. Năm 1992, viên thiết anh 23 tuổi gia nhập TVB. Ngay khi đến, cô đã ở vị trí nữ diễn viên chính. Quay bộ phim đầu tiên, vô ảnh kim đao với Quách Phú Thành. Hai người có vẻ rất hợp nhau. Ngay càng có nhiều phim truyền hình có cô. Tôi không biết liệu đó có phải là ảnh hay không. Viên thiết doanh thực sự đã giả vờ. Là thật và yêu Quách Phú Thành nhưng người hâm mộ không muốn. Đặc biệt là quá khứ của anh ấy, mọi người đều đồng tình rằng cô không xứng đáng. Với danh ca hàng đầu Quách Phú Thành, một số người thậm chí còn gửi cho cô ấy những lá thư máu, viên khiết danh sợ hại đến mức nhanh chóng. Phải lòng nhạc sĩ Hong Kong hứa nhật cầm. Trong 4 năm hẹn hò, để trở thành ca sĩ, hứa nhật cầm đã lăng xê cô, nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Ví dụ như Triệu Mận trong ỷ Thiên Đổ Long Ký. Anh Ke trong Lộc Đính Ký năm năm anh bom được chuẩn bị kỹ càng của viên thiết doanh đã thất bại ngay khi vừa ra mắt điều này khiến viên thiết doanh bị sốc mối quan hệ với hứa nhật cầm cũng bắt đầu rạn nứt đó là năm cô ấy mắc chứng rối loạn ăn uống một miếng bánh mì vào buổi sáng một miếng bánh mì vào buổi trưa một món ăn về đêm tóc rụng khắp nơi da tái xám lúc nhẹ nhất cô chỉ nặng 31 kg căn bệnh bất ngờ khiến cô phải nhấn nút tạm dừng Lê Tư, người từng so tài với cô, trở thành người thay thế. Và trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Có lẽ Chúa không muốn nhìn thấy cô ta gục ngã. Năm 1999, viên khiết danh 30 tuổi lại đứng lên. Đồng tham gia truyền thuyết người và rồng. Với Trần Hạo Dân, sau đó cô ta hợp tác với chị Y Kiện để đóng xong diện giai nhân. Đúng lúc mọi người mong chờ cô sẽ lấy lại được vinh quang. Viên khiết danh lại rời khỏi vòng đua. Viên thiết danh rút lôi khỏi vòng đua lần đầu tiên. Vì bệnh tật và vượt thành công. Đồng thời rút lôi khỏi vòng đua lần thứ hai. Thái Thiểu Phân, Lương Tiểu Băng. Quách Khả Doanh, Trần Tuệ Sang. Và những bông hoa nhỏ khác nổi bật giữa đám đông. Cô thấy ngày càng có nhiều diễn viên được khen ngợi. Cô cũng chưa có ý định quay trở lại. Dù sao Hoàng Bách Minh cũng không phải lúc nào cũng không chế được cô. Mặc dù cô đã thoát khỏi vòng tròn, nhưng viên khiết doanh lại vướng vào bê bối. Thứ nhất, nhiều thế hệ thứ hai giàu có. Sau này, định hướng đã trở thành một bí ẩn. Viên khiết doanh vẫn là cô gái nổi loạn tự đi. Theo ý mình lúc đầu, dường như cô ta chưa bao giờ hiểu từ giới hạn. sau đó cô ta và Lý Lệ Trân. Trương Tuệ Nghi, Lý Nhược Đồng sản xuất. Một bộ phim truyền hình có tên là Thế giới quý cô. Mặc dù nhận video nhạt nhẽo, nhưng lại gây ra tranh luận sôi nổi. Nhóm phụ nữ này năm đó đều là nhân vật toàn năng. Họ đã trải qua những gì trong những năm qua? 15 tuổi, viên khiết doanh cãi nhau với bạn trai. 55 tuổi, cô vẫn cô đơn. Hình như càng yêu sớm, các cô gái. Càng bị tình cảm vướng víu cả đời. Thời thanh xuân của viên thiết danh. Đã qua thật sự quá ngắn. Từng là gương mặt đại diện của TVB. Bây giờ không thấy cái nào đẹp nữa. So với Lê Tư, cô có cảm xúc vô hạn cô nghĩ sao